nhà mình đây. Ôi. Cái nhà này cho con vợ. Ôi, nhà đẹp thế. Không ngờ là nhà A Gấu lại đẹp như thế này ý. Này, A Gấu. Hả? Mày đưa ai về nhà thế này? Con này là con nào? Con này á? Con này là con nào mà nó cứ lừa mày mày? Tao là vợ của A Gấu. Ơ kìa, A Gấu. Trinh, tao nói cho mày biết nhá. Từ ngày hôm nay nhá, là tao lấy thêm một vợ nữa. Tao gặp nó ngoài suối, nó xinh đẹp, nó nhìn như bông hoa ban ấy, cho nên tao thích. Tao lấy nó về làm vợ tao cho nó sướng. Một mình tao mày còn chưa chịu được, mày dẫn thêm nó về nhà làm gì? Này, sao tao lại không chịu được? Tao chịu được cả hai đứa luôn. Mày chịu được? Mày bị yếu sinh lý, mày chịu mất. Này, cái con kia, nó mày bị yếu sinh lý đấy. Nó bị yếu sinh lý á? Mày lấy về làm gì cho nó khổ? Này, tao vả cho cái bây giờ. Mày vả đi. Vớ vẩn nha, tao không bị yếu sinh lý. Bây giờ cần thiết nha, tao cho hai đứa mày lên phòng chứng tỏ luôn xem tao có bị yếu sinh lý không nhá. Ừ, mày chứng minh đi, tao còn lạ gì nữa. Thế bây giờ mày chứng minh đi thì tao mới tin cơ. Nên, đừng có nói tao bị yếu sinh lý. Đi, lên phòng luôn. Sao? Ừ? Làm đi. Nhàm á. Ơ kìa, cho nó ngóc lên. Từ từ, kiểm tra đấy. Mãi mà chưa ngóc à? Vẫn chưa ngóc. Tao biết ngay mà. Sao ấy nhỉ? Sao hôm nay nó không nghe lời ấy? Tao đố mày làm cho nó ngóc lên được đấy. Này, không phải đố nhá. Tao hít một không khí thật là sâu, sau đó tao cho nhịp tim nó đập nhanh vào thì nó ngóc lên luôn. Bao nhiêu lần rồi mày có lên được đâu? Cần gì phải luyện nữa. Hít hà xem nào. Thao mà cười. Sao nó mãi mà cứ cụp xuống thành 6 giờ đấy. Này, các cụ có câu một cái lạ bằng tạ cái quen. Tao không lên được với mày, nhưng biết đâu tao lại lên được với con vợ mới. Tao đố mày lên được với vợ mới đấy. Mày thử đi. Để tao thử luôn cho mày xem. A Gấu. Ừ. Nhìn vào mắt em này. Ừ. Nhìn môi em này. Trời ơi, em xinh, em trẻ, em nảy nở như thế này. Ừ. A Gấu lên đi. Nào. Lên đi nào. À, lên, 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 lên rồi. Làm sao mày phải cười? Biết ngay mà, nó mãi mãi là 6 giờ mà thôi. Nó bị yếu sinh lý, tao nói mày có tin đâu. Này, mày bị yếu sinh lý thật đấy à? Yếu sinh lý đâu mà yếu sinh lý. Tao chỉ hơi hơi thôi. Bây giờ thế này nhá, hai con vợ nằm yên ở trên giường, để tao chạy sang nhà thằng thầy Nam. Tao lấy thuốc, tao uống vào một vát, về tao chứng minh luôn, tao cho hai đứa mày lên thiên đình luôn. Đó như thế. Tao đố mày chữa được bệnh yếu sinh lý đấy. Này, con kia, giờ thì tin nó bị yếu sinh lý chưa? Lấy về làm gì cho nó khổ ra? Nó đi lấy thuốc rồi kìa. Cứ từ từ xem như thế nào. Thầy Mo ơi, thế đã bắt được cái con ma yếu sinh lý nó nhập vào người của A Gấu chưa? Được rồi, ta đã bắt được con ma yếu sinh lý trong người mày rồi. Bắt được rồi à? Úi trời ơi. Đã bắt được con ma yếu sinh lý rồi. Này, con ma yếu sinh lý, tao nói cho mày biết nhá, mày nhập vào người tao, bây giờ thầy Mo bắt được mày rồi. Bây giờ tao khỏe rồi. Bây giờ mày chỉ cần cầm nước bùa này về uống vào, bệnh yếu sinh lý của mày bay biến luôn. Đã có thuốc chữa bệnh yếu sinh lý rồi. Hai con vợ ơi, bây giờ tao về thì tao trực dỡ luôn. Chúng mày đợi tao nhá. Cảm ơn thầy Mo nhá. Sớm báo tin vui nha. Rồi, đã chữa bệnh yếu sinh lý cho mình. Mình về cho hai con vợ nó còn sung sướng. Đấy, mong thế. Về nhá. Chào thầy Mo.
Xong rồi. Tao gặp thầy Moa rồi. Thuốc đã uống rồi. Của thầy cuồng tráng. A gấu. A gấu chữa được khỏi yếu sinh lý rồi ạ? Chữa khỏi bệnh yếu sinh lý rồi. Khỏe mạnh quá nhờ. Chứng minh đi. Chứng minh nhá. Chứng minh đi nào. Chứng minh luôn. Ở đây, nhanh lên. Em đang đợi đấy. Nope. Sao nó tuột một phát là từ trên xuống luôn, không và chạm động lại chỗ nào luôn. Tao nói rồi, mày bị con ma yếu sinh lý nó nhập, không bắt ra được đâu, có rời mà chữa được. Cái thằng thầy Mo nửa bịt, nó đưa cho mình cái thuốc yếu sinh lý, nó bảo là uống vào trừ ma rồi. Về đến nhà thấy là cũng nóng nóng, ngóc lên được một tí. Thế nhưng mà đến đây thì nó lại xuống luôn. Thế có điền không chứ? Thế mày bị yếu sinh lý thật đấy à? Chán. Tao nói cho mày biết nhá. Mày mà cứ bị yếu sinh lý như này mãi, cũng có ngày tao bỏ đi đấy. Này, tao yếu sinh lý tao cũng nhục lắm chứ. Tao có muốn thế này đâu. Tao biết nhục rồi. Tao cũng muốn làm cho chúng mày hạnh phúc chứ. Nhưng không được thì phải chịu. Chúng mày cứ đầy nghiến nhiều, nằm ở đấy, để tao đi tìm phương thuốc khác. Mày đi tìm phương thuốc khác đi. Tình yêu của anh, đêm qua em cảm thấy thế nào? Anh lúc nào mà chẳng làm cho em hạnh phúc và sung sướng hả? Được, vậy đêm nay anh sẽ cho em hạnh phúc hơn nữa, sướng hơn nữa. Thanh Niên ơi, cho mình nhờ hai vợ chồng hỏi một tí việc nhá. Mình thấy đây là vợ chồng à? Đúng, đây là vợ tao. Vợ mày sao nhìn mặt tươi tỉnh, nhìn vừa đẹp mà lại vừa tươi, cứ như là bông hoa ban thế. Cho mình hỏi, thế hai vợ chồng có bí quyết gì mà làm cho vợ hạnh phúc thế? Bí quyết thì nhiều, mày hỏi bí quyết gì? Bí quyết giường chiếu ấy. Còn đấy à? Ta có đấy. Quá. Xuân lực bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lý, trên bảo dưới nghe. Xuân lực. Xuân lực. Cái này chữa được bệnh yếu sinh lý á? Đúng rồi. Chết tuyệt vời. Mình bị yếu sinh lý mà. Thế thì bán cho mình mua luôn. Không được. Tao còn mua cái này để chiều vợ tao. Nhìn vợ tao thế này còn đang hơi hơi đây. Thế bây giờ mình muốn mua cái này thì mua ở đâu? Mày lên tổ 5 phường Đồng Tân, thành phố Yên Bái, gặp bà Thúy Gấu. Ở đấy bà có thuốc xuân lực và rượu tăng tốc, uống vào là khỏe ngay. Thì tao sẽ gặp bà Thúy Gấu, tao mua cái này. Với lại nè, rượu tăng tốc đặc biệt của bà ấy để chữa bệnh yếu sinh lý của tao. Nếu như tao mà chữa được bệnh yếu sinh lý nhá, thì tao sẽ ngại mềm bằng bố luôn. Mày nhớ nhá, mày mà chữa được khỏi bệnh này phải quay lại đây gọi tao là bố. Trời, mình cảm ơn bố nhá. Về về bảo với vợ đây, chữa được bệnh yếu sinh lý rồi. Hôm nay anh sẽ cho em hạnh phúc hơn nữa, sung sướng hơn nữa. Hai con vợ ơi, chúng mày cầm túi quần áo đi đâu đấy? Bọn tao suy nghĩ kỹ rồi, bọn tao không ở với mày nữa đâu. Tại sao chúng mày lại không ở với tao? Bọn tao đi về với bố mẹ bọn tao. Này, tao nói cho chúng mày nghe nhá. Tao mang không biết bao nhiêu con trâu mới lại bao nhiêu con nở rừng để cưới chúng mày về làm vợ nhá. Tao còn xây cho cả một cái nhà sàn đẹp thế này để ở. Thế mà chúng mày bỏ tao đi là như nào? Thì mày có làm được cái chuyện đấy đâu. Mày bị yếu sinh lý, bọn tao đi tìm người khác còn sinh con nữa chứ. Chúng mày yên tâm, tao vừa xuống dưới cổng bản ấy, tao gặp một đôi vợ chồng người Kinh. Nó mách cho tao một phương thuốc là xuống dưới thành phố Yên Bái tìm gặp cái bà thầy nang là bà Thúy Gấu ấy. Bà ấy có loại thuốc đặc biệt là hồi xuân lực, uống bào phát là khỏi bệnh yếu sinh lý luôn. Còn có cả cái rượu tăng tốc đặc biệt, muốn bao nhiêu đứa con thì uống vào là có hết. Chữa được bệnh yếu sinh lý á? Đúng rồi. Có thật không? Người ta thử rồi mà. Thử vào nhá,
thấy mặt con vợ, ôi dồi, nó trướng, nó tươi phơi phới như hoa ban luôn. Mày ơi, chữa được bệnh yếu sinh lý rồi, có về nhà nữa không? Không, thế thì mình phải ở lại với chồng mình chứ. Phải ở với tao chứ, cho gia đình mình hạnh phúc chứ. Mình ơi, giờ chúng mình nhá, bán hết châu bò, rồi lên thành phố mua thuốc chữa bệnh yếu sinh lý đi. Ừ, thế bây giờ về bán hết châu bò, rồi mình đi luôn. Đi, lên. Ai con vợ này, chứ chi đã đòi về tìm dai rồi, náo quá. Giá gạo đêm, giá gạo đêm, giá thịt kinh, thương cảm đớn. Có chuyện gì thế? Chào anh chị. Xin chào. Các anh chị đã vi phạm luật lệ giao thông, chở số người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đề nghị anh chị cho kiểm tra giấy tờ. Ai bảo không đội mũ bảo hiểm? Công an này chả biết. Đấy, mũ đây. Đồng chí công an không nhìn thấy à? Mũ đây còn gì? Mũ bảo hiểm là của nhà nước quy định, chứ không phải mũ này. Đồng chí công an không biết rồi. Bọn mình là người dân tộc Mông mà. Bọn mình có cái mũ truyền thống này này. Mũ đẹp thế này còn gì nữa. Này còn bảo không đội mũ bảo hiểm. Lên xe đi. Nói cho mà biết nha. Cái xe này này là ba vợ chồng mình đi làm bao nhiêu lâu nay mới có tiền để mua chiếc xe này đấy. Cho nên là không thể đi một mình được. Đi là phải đi ba người chứ. Cho nên tránh ra để mình đi. Không được. Làm sao? Mặc dù các anh chị không hiểu biết, chúng tôi sẽ tạo điều kiện ở một mức phạt thấp nhất. Đề nghị các anh chị vào trong để chúng tôi lập biên bản. Thế nào vẫn phải phạt à? Đúng rồi. Rách việc. Thế bây giờ cho xe vào đâu? Dắt xe bên trong để chúng tôi lập biên bản. Thế bây giờ tao mệt lắm. Tao không dắt xe vào trong được đâu. Cho tao lên xe, tao phóng con xe này vào trong được không? Mời anh vào đây. Trong này ý gì? Có cái gì đâu mà. Đúng là người dân bản khó nói thật. Ngon quá. 1, 2, 3. Vẫn ăn được một bát nữa. Ui, sao hôm nay mày ăn nhiều thế? Ăn nhiều đâu, tao vẫn còn đói mà. Vừa từ trên bản xuống đi như thế thì làm sao mà không đói. Với lại bún ở đây ngon mà. Hai con vợ, ăn thêm một bát nữa đi. Thôi, tao ăn thế thôi. Bát này to lắm. Không ăn nữa à? Không. Bây giờ tao sẽ cho chúng mày đi tìm chỗ mà ăn chơi, tiêu tiền, nhiều tiền lắm. Đi đâu nhỉ? À, đi mua sắm. Đúng, đi mua sắm. Chơi, chơi cái gì nhỉ? Bây giờ phải tìm chỗ nào chơi, dưới thành phố nhiều mà. À, chào vợ chồng nhà anh chơi bạn. Có chuyện gì đây? Cho hỏi đây có phải là hai con vợ của anh bạn không? Ừ, đây là hai con vợ của mình đấy. Con này con vợ cả này, con này con vợ vừa mới cưới. À thế à, tôi ngồi ở bàn bên này này. Tôi nghe nói là anh chị muốn tìm chỗ ăn chơi đúng không? Ừ, bán trâu bán bò nhiều tiền đang tìm chỗ ăn chơi mà. Thế thì mời vợ chồng anh chơi bản về với thiên đường nghỉ dưỡng của bọn em. Ở đấy nhiều chỗ ăn chơi lắm. Thiên đường à? Thiên đường có tiền không? Ui giời, tiền thì bao la, bát ngát. Cứ nhiều tiền thì có cái gì ăn chơi? Hát karaoke, tắm sông hơi massage, đầy đủ các thể loại. Nhưng mà có mất nhiều tiền không? Tiền nong thì không thành vấn đề, ít lắm. Mà nhìn vợ chồng nhà anh trai bản đây nhá, hạnh phúc thế này bọn em còn tặng thêm. Ú, tự tặng à? Người kinh ở dưới này tốt đi. Cái gì cũng tặng. Tặng là mình chơi luôn. Đi về trên đường ăn chơi luôn. Trời sắp tối rồi, đi nhanh không có là tối. Về luôn. Đi. Cả đầu ok đây rồi. Đến rồi. Chó đấy. Xuống. Cả tao kê ở đây à? Đúng rồi, bây giờ nhá, vợ chồng mày đứng đây đợi tao một tí. Ừ? Tao vào chuẩn bị phòng. Chính là vào bật máy lạnh à? Đúng rồi. Phải có máy lạnh hát nó mới sướng. Vào bật đi. Cả tao kê ở đây đấy. Đại ca. Sao? Có khách à? Dạ vâng. Đại ca, em có chuyện muốn bàn với đại ca. Sao? Em vừa gặp vợ chồng nhà trai bản này ngoài bến xe kia kìa. Bọn nó nhiều tiền lắm. Đấy à? Tí hai đứa chúng mày với tao hát tam ca nhá. Bài hồ trên núi. Mày dê nó về đây à? Dạ vâng. Thằng này thế mà được. Vợ chồng nhà này nhá, bọn nó thích hát karaoke lắm.
bây giờ mình cứ cho bọn nó hát karaoke nhảy múa thoải mái, xong rồi mình tách riêng hai con vợ nó ra, bắt về làm gái. Ý kiến thằng này hay. Nhưng mà này, dạ, thế còn thằng chồng nó thì mày tính như thế nào? Chồng nó à? Em có cách rồi. Bây giờ mình gọi em Thảo Ozawa đến thịt thằng này. Em Thảo mà xuất chiêu chỉ cần 5 chiêu thôi là thằng này đứt. Được, cho nó vào phòng triển ngay luôn. Em triển luôn. Có phòng rồi, vào hát luôn. Có phòng nè. Chứ nhưng mà đã bật máy nạnh cho nó nạnh chưa? Xong xuôi hết rồi. Bây giờ nhá, vợ chồng mày cứ vào hát thoải mái. Mình mời. Vào hát luôn, vào hát luôn. Vào luôn, vào luôn. Lấy tiền, lấy tiền, lấy tiền, cứ tiền mà. Vào hát đi. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, xuôi dòng núi bạc, mặt hồ ta bơi. Ai đập đập, ai phá núi, cho hồ nước đầy, nhà mặt nương xoay. Dơ, 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 dơ. 100%, 100%. À gấu ơi, lần đầu tiên xuống thành phố được hát karaoke điều hòa mát lạnh, thích nhở? Mày có thích không? Thích chứ, ôi dồi, hát như thế này á, A Mẩy không muốn về nữa đâu, A Mẩy muốn ở đây cả đời cơ. Được rồi, tao đã bán hết trâu bò lợn gà rồi, làm gì mà phải về. Mình cứ đi ăn chơi rừng mỡ, mình chơi thoải mái ở dưới này đi, bao giờ hết tiền mới tính về sau. Bây giờ uống một phát nữa, xong là hát một bài nữa. 1, 2, 3, go! Hát hát tiếp đi, hát tiếp mật bài 60 năm cuộc đời. Sao lại tắt nhạc đi? Vợ chồng chúng mày thấy hát ở đây có thấy thế nào? Hát thích lắm, tao hát 10 bài rồi. Tao đứng ở ngoài nhưng là tao nghe thấy hết rồi, nghe chúng mày hát hay lắm. Mày có nghe thấy giọng của tao hát không? Vì nhất là chồng mày đấy là có tố chất làm ca sĩ. Mình làm được ca sĩ á? Ôi trời, riêng giọng của mày nhá là chỉ cần có cô giáo luyện thanh là thành ca sĩ nổi tiếng luôn. Nếu mà có cô giáo luyện thanh là thành ca sĩ, là đi thi cái chương trình gì tài năng gút thái lên Việt Nam, thái lên Việt Nam đúng luôn. Thế thì ở đây có cô giáo không, bảo vào đây huấn luyện cho mình. Cô giáo à? Ừ, ở đây nhá có cô giáo Thảo, cô ấy thổi kèn giỏi lắm. Cô giáo Thảo á? Sao lại thổi kèn? Thổi kèn thì liên quan gì? Thì ban nhạc người ta phải có kèn, có sáo, có trống, có nhị. Ừ, thì người ta mới tôn vinh được ca sĩ, người ta hát chứ. Đúng rồi. Thế thì mai mai cô giáo Thảo vào đây. Này này này, thế mày gọi cô giáo vào đây thổi kèn cho tao đi. Thổi kèn cho tao trước. Cho tao trước đi. Ai đứa mày để tao thổi trước? Thôi được rồi. Mày cứ đòi. Nhưng mà cái gì đấy? Sao mày lại hít hà vợ tao? Hình như là hai con vợ này chưa tắm đúng không? Ừ thì đi cả ngày đã về tắm đâu. Vợ chồng tao ở trên bản một tháng mới tắm mà. Thế thì đi tắm luôn. Mày thì không sao, chứ hai con vợ mày không tắm là không được. Nhưng mà ở đây có chỗ nào tắm à? Ở đây nhá, có sông hơi, mát xa, tắm, vật lý trị liệu, các kiểu đầy đủ. Ờ cậu. Gì? Tao đi tắm mình ngứa lắm. Ngồi đấy. Được rồi, thế bây giờ hai con vợ theo thằng này đi tắm massage trị liệu đi. Còn tao ở đây tao thổi kèn với cô giáo Thảo. Thế nhá, bây giờ mời hai con vợ đi tắm massage trị liệu. Đi, đi luôn. Đi đi đi. Còn A Gấu nhá, đứng ở đây đợi một giây thôi là cô giáo Thảo tới luôn. Trời, mày đi ra đi, tao chờ cô giáo Thảo vào dạy cho tao thổi kèn mà. Anh trai bản à? Cháu anh trai bản. Ừ. Đại gia. Ừ. Cô nãi. Mình là cô giáo Thảo dạy môn kèn. À, cô giáo Thảo dạy môn kèn đấy à? Thế thì tuyệt vời quá. Thảo nào nhìn cô giáo đẹp thế. Mình chào cô giáo. Mình là đại gia ở trên bản xuống dưới này đấy. Mà mình hát hay lắm, như ca sĩ. Nhưng mà cái thằng kia bảo phải có cô giáo dạy cho mình cái môn thổi kèn nữa thì lúc đấy mình mới đi làm ca sĩ được. Ở đây thì không học được,
Nếu đại gia muốn học thì tôi sang phòng bên cạnh, tôi sẽ dạy cho. Sao lại phải sang phòng bên cạnh mới dạy được à? À, bên đây mới có kèn đúng không? Cũng được, sang phòng bên cạnh học thổi kèn xong lại về đây hát. Đi luôn. Nắm tay luôn à? Thơm thế. Cô giáo ở dưới này thơm nhỉ? Anh ở đây trông hai con này nhá. Em sang xem thằng chồng nó như thế nào. Này, đi tắm mà sao lại ở đây? Hai em đẹp đấy. Thằng kia bảo là vào đây xông hơi massage tắm cơ mà. Xông hơi massage? Hai em ở đây bị bắt cóc rồi. Về đây làm gái. Ngoan thì anh cho tiền. Bọn tao đến đây làm khách, sao lại làm gái? Đúng rồi đấy. Sao đúng cái lũ chọc mày ngu thế? Mày không hiểu tiếng Việt à? Chúng mày mà bướng, tao cắt lưỡi. Mày ơi, tao hiểu ra rồi. Mày cần tiền đúng không? Tao bảo A Gấu nhá. A Gấu nhà tao nhiều tiền lắm, đưa hết tiền cho mày. Mày thả chúng tao nhá. Thế bây giờ mày vẫn còn mơ thằng A Gấu á? Thằng A Gấu mới tiền của chúng mày, nó về tay bọn tao rồi. Sao lại về tay bọn mày? Mày không biết gì à? Nó bị bắt rồi. Ngồi xuống đây. Chúng mày ở đây nhá. Tao vào tao lấy quần áo cho chúng mày thay. Lát có khách vít. Ngồi ra. Thế rồi, giờ làm sao bây giờ? Gàng chạy ở đây à? Cởi quần áo ra đi. Sao phải cởi quần áo à cô giáo? Thì phải cởi ra thì mới dậy được chứ. Thế à? Cái gì đây? Túi á. Túi này là tiền đấy. Mình bán trâu rừng với lại là lợn rừng nhiều lắm. Mình tỏa hết vào đây để xuống dưới thành phố ăn chơi mà. Tiền à? Thế để tao cầm cho. Không. Người ta bảo là tiền phải đi liền với khúc ruột mà. Cô giáo, tập tiền của mình là không được đâu. Để mình để vào đầu giường cũng được. Thôi được rồi. Thế cởi quần áo đi. Luôn. Cởi quần áo mới lại học thổi kèn. Cô giáo làm gì đấy? Thì cởi quần áo ra mới dậy được chứ. Buồn cười nhỉ. Sao học thổi kèn lại hai người cùng cởi quần áo? Đúng rồi. Cô giáo ơi, thế cái kèn đâu? Kèn đây này. Nhắm đây này. Sao cái kèn này chỉ bằng cái chỗ này của mình? Cái kèn nó phải bằng đồng bằng vàng chứ, sao lại chỉ vào chỗ này? Thì cái kèn đấy đấy chứ, cái kèn bằng đồng bằng vàng nào? Kèn này á? Đúng rồi. Cái kèn này không dùng được đâu, nó bị lỗi rồi. Là sao? Cô giáo, con giỏi thế nào cũng không làm sao để cho nó tờ đứng được đâu. Mình bị yếu sinh lý, cho nên mình mới mang tiền xuống dưới thành phố này tìm mua thuốc chữa bệnh yếu sinh lý mà. Như này mày yếu sinh lý á? Ừ, mình yếu sinh lý mà, không làm ăn được gì đâu. Thái giám như mày chỉ cho đi làm bảo vệ mà thôi. Sao lại làm bảo vệ? Mình là khách chung dưới này, mình chơi, mình hát karaoke mà. Thì cái loại thái giám như mày còn yếu sinh lý thì chẳng có đi làm bảo vệ. Còn là con vợ mày, để đây ta sẽ đào tạo cho đi làm gái. Thế sao lại bảo vợ mình đi làm gái là như thế nào? Chúng mày định bắt cóc vợ chồng tao à? Đúng rồi. Tao trêu mày đấy. Tao nói thật nha, mình không bị yếu sinh lý đâu. Mình là hơi bị rực rỡ đấy. Mình có khẩu pháo nha, là có thể điều khiển theo ý muốn luôn. Thích là tờ đứng luôn. Tao biết mà. Chứ người mày như này làm gì có chuyện yếu sinh lý. Bây giờ nha, mày phải đi tắm đi cho nó thơm tho, xong ra ngoài mới dạy tao kèn được. Đợi tao tí nhé. Tắm đi nhá, xong tao vào luôn nhá. Hai con vợ ơi. A Gấu. Này, ở đây nhá, luôn như là động bắt cốt tinh ấy. Chuẩn thôi. Đi đâu đi. Bình tĩnh, đi theo tao nhá. Phải có mưu đấy, không chúng nó biết là chúng nó bắt đấy. Ô, thế các bạn đang hát vui, các bạn ra đây làm gì? À, chị
mình ra ngoài này hóng gió một tí ở trong điều hòa lạnh quá. Mình đi đón thêm mấy người ở ngoài bến xe kìa, về đây hát karaoke cho vui. Ô, đón người á? Ừ. Đông không? Đông lắm. Thế nam hay nữ? Xinh không? Xinh, toàn phụ nữ mà. Ui thật á? Ừ. Đi đón luôn. Về luôn mà. Yên tâm, nghe chưa, nghe chưa? Rồi, nhanh lên ra. Rồi. Nhanh lên. Nhanh lên mình đợi. Sao? Có chuyện gì? Bọn nó đâu? Bọn nào? Bọn vợ chồng đang tóc. Thế nó chả bảo tao, nó đi đón người thì chúng nó ngoài bên xe là gì? Úi trời ơi, thế là đại ca bị nó lừa rồi. Bọn nó trốn rồi, sao đại ca ngủ tin? Thằng chó này, tao bảo mày trông nó ở trong đấy cơ mà. Tại sao mày để nó trốn? Mày phải không? Tận nhà này rồi. Người ta chỉ đúng nhà này rồi. Có tứ, Thúy, gấu. Ờ, chuẩn rồi. Ừ. Còn gấu to quá. Còn con gấu to đùng lên này. Đích thị nhà thầy Năng Thúy gấu rồi. Ồ, thế thì vào thôi. Vào tìm thầy Năng, ừ. Chữa bệnh yêu sinh lý thôi. Đi đi. Đi. Gấu ơi, lắm vàng bạc ngọc ngà thế. Nhà gì mà đẹp gì, nhìn cứ như toàn đấu đại thế. Toàn vàng bạc mới đa quý. Đẹp quá. Dạ, xin chào. Chào anh chị. Cho mình hỏi, đây có phải là nhà thầy Năng nổi tiếng Thúy Gấu không? Ờ đúng rồi, đây là bà Năng Thúy Gấu. Đây à? Đúng rồi, đây. Đúng rồi. Bà thầy Năng Thúy Gấu đây à? Nhìn thầy Năng đẹp nhỉ, nhìn cứ như là Quan Thế Âm Bồ Tát ấy. Chắc chắn là thầy Năng có phương thuốc chữa được bệnh yếu sinh lý của tao. Bây giờ hỏi nhá. Cho mình tự giới thiệu nhá. Mình tên là A Gấu, mình đến từ trên bản. Bán trâu bán bò nhiều tiền lắm. Mình xuống dưới này ấy, nhìn rực rỡ thế này thôi, có hai con vợ xinh đẹp nhưng mà bị yếu sinh lý, cho nên là không làm được cho chúng nó hạnh phúc. Đây này, con này nhìn mới cưới mà không làm được cho nó hạnh phúc. Thì bây giờ như thế này, mình nghe người ta mách là ở dưới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là có thầy Năng nổi tiếng Thúy Gấu chữa được bệnh yếu sinh lý đúng không? À đúng rồi, anh chị là đến đúng chỗ rồi đấy. Thế thì thầy Năng có cái phương thuốc gì không chữa cho mình? Nhà mình là năm đời gia truyền Hà tộc Bí Phương, nên là chữa được yếu sinh lý và những người bị liệt dương. Chữa bằng cái gì? Anh cứ bình tĩnh, trước khi khám chữa bệnh thì gia đình nhà bà Năng Thúy Gấu sẽ đưa anh chị đi tham quan. Đi tham quan à? Gỗ này, đá quý này, rượu này, rất nhiều thứ. Và sau đấy gia đình nhà bà Năng Thúy Gấu sẽ mời anh chị ăn bữa cơm tại quán cá Hào Anh. Cá lăng ngon nhất Yên Bái nhá. Bà thầy Năng Thúy Gấu Thảo Nhi mời cả vợ chồng A Gấu đi ăn đặc sản cá năng nổi tiếng của nhà hàng Hào Anh nhá. Ôi dồi ôi, thì tuyệt vời quá. Cảm ơn bà thầy Năng Thúy Gấu nhá. Đi tham quan đã. Thế đi dẫn đi tham chào quan nhá. Chào bà thầy Năng nhá. Vâng, mọi người đi tham quan đi. Dạ. Đi. Con đá quý này. Sao ở trong hầm rượu thế này? Đây là hầm rượu của gia đình bà thầy Năng Thúy Gấu. Có những cái loại rượu gì mà nhiều thế? Nhiều loại lắm. Cái rượu này chữa được bệnh à? Đây là hoàn toàn ngâm bằng thảo dược, chữa được rất nhiều bệnh. Ừ. Có cả bệnh chữa yếu sinh lý đấy. Ừ, thế à? Thế thì quá thật tuyệt vời. Mời vợ chồng em A Gấu vào tham quan gian hàng trưng bày thuốc của thầy Năng Thúy Gấu. Thuốc à? Nhiều thuốc thế. Đây là chắc là toàn thuốc quý chữa bệnh à? Đúng rồi, đây là toàn thuốc quý chữa bệnh. Chứ đây là những cái thuốc gì? Chữa yếu sinh lý này, cho nam và nữ này, thuốc chữa gút này, chữa tiểu đường và nhiều loại thuốc lắm. Tuyệt vời thế, nhà thầy Năng nhiều thuốc quý nhỉ. Thế những cái thuốc này là đều lấy ở trên rừng à? Lấy trên rừng hết. Yên tâm rồi, kiểu gì chẳng có thuốc chữa được yếu sinh lý. Mời vợ chồng A Gấu vào tham quan gian hàng trưng bày gỗ của bà Năng Thúy Gấu nhé. A Gấu ơi, ở đây là gỗ, nhưng mà sao họ làm đẹp thế? Ai mà biết đâu, lần đầu tiên thấy mà. Đi tham quan. Đi tham quan. Sao lại làm đẹp nhỉ? Đây. Cái bộ gỗ lúa này. Đây là gỗ lúa Ngọc Am nhá. Đẹp. Hoàn toàn bằng rễ Ngọc Am nhá, đã lên tuyết. Đấy, tham quan đi. Thơm nữa. Cái này là cái gì đây? Đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn tự nhiên đấy. Này, như thế này có buồn cười không? Để ta chụp cho mày một kiểu ảnh nhá. Không cần đâu, chụp vào cái này buồn cười nào.
đẹp quá nhỉ. Toàn vàng, toàn đá quý thôi. Mời các em vào tham quan. Đây đây đây. Hả? Sao ra? Cứ gần như thế này, vỡ này, tiền đâu mà đền. Đẹp lắm đấy. Mỗi viên đá quý này phải mười mấy con trâu. Vào xem đi. Này, chết. Cho mình hỏi, những cái viên đá quý mấy đại vàng này là ở đâu ra mà nhiều thế? Đá quý này là từ thiên nhiên, Lục Yên, Yên Bái đấy. Này, những viên đá này phải là của vua chúa ngày xưa mới có được. Quý lắm, thế hai con vợ có thích không? Mua một viên. Mày mua cho tao một viên nhá. Nhưng mà với điều kiện phải chữa được bệnh yếu sinh lý của A Gấu cơ. Thì A Gấu mới mua cho chứ. Lát mà chữa được ý, mày nhớ mua tao cái viên mà xanh xanh to nhất kia kìa. Rồi, cứ chọn đi. Tao mua cho chúng mày trước thì không chữa được bệnh yếu sinh lý, chúng mày bỏ tao đi theo thằng khác thì chết. Đây là bếp chế biến à? Đây là con cá lăng sông Hồng. Cá lăng sông Hồng à? 10 cân đấy. 10 cân à? Đúng rồi. Hôm nay nhà hàng Hà Anh sẽ làm thịt con cá này. Mời vợ chồng A Gấu đấy. Chết tuyệt vời. Con cá lăng ơi, cá lăng to gì, ngon lắm đấy. Cảm ơn thầy Nang Thúy Gấu nhá. Rồi. Thế mình ra ngoài mình thưởng thức chờ món cá lăng nhỉ. Thế mình ngoài thưởng thức nhá. Ra ngoài nhá, tí quay lại nhá. Nhà hàng Hà Anh cá ngon thật. Em xin phép đặt ở đĩa cá lăng nướng á. Cá lăng nướng à? Dạ vâng ạ. Thơm ngon thật đấy. Này, cái con cá lăng 10 cân đấy chế biến được bao nhiêu món? Em xin phép giới thiệu, đây là món cá lăng xào ạ. Cá lăng xào? Đây là cá lăng nướng ạ. Cá lăng nướng? Đây là cá lăng om chuối đậu. Cá lăng om chuối đậu? Canh cá lăng nấu sọc mùng ạ. Này, ở trên bàn mình bắt cái con cá lăng, thế xong là thì mang một tôi. Thế mà nhà hàng Hà Anh này nấu được nhiều món ngon thế này, nhìn nó đã ngon rồi, ăn chắc là ngon lắm nhỉ. Còn món gì nữa không? Ngoài những món này ra, nhà mình còn món cá lăng trộn hành tím nữa anh ạ. Thế à? Thế thì mang vào đi. Dạ. Xin giới thiệu với em và chồng A Gấu, đây là bà chủ món cá Hà Anh đấy. Đây là ông xã. Thế à? Chào ông xã bà chủ. Chào bà chồng A Gấu. Chào bà chủ nhá. Chào ông nhá. Bà chủ nhìn xinh thế, nhìn là hai ông bà đẹp đôi đấy chứ. Mình tự giới thiệu nhá. Mình nhá, ở trên bản với hai cô vợ xuống thế này là nghe tin là nhà thầy Nam Quý Cấu chưa được bệnh yếu sinh lý nên xuống thế này mua thuốc để chữa. Nhưng mà bà chủ bảo là mời đi ra nhà hàng Hà Anh có món cá lăng ngon nhất, khao vợ chồng Hà Cấu ăn uống no say mới về chữa bệnh đấy. Mời mọi người ăn đi, xong rồi về mình chữa bệnh cho. Thế mình ăn nhá. Mình cầm thức tử đi. Thầy Nam, mình bị cái gì ở trong người không? Mà sao trên bảo dưới không nghe luôn? Nhiều cặn bùn lắm. Cặn bùn là cái gì? Cặn bùn đấy, nằm trong thận đấy. Cho nên là sinh lý nó không lên được đâu. Cặn bùn là nó lắng ở trong cái quả thận. À thế à, là viên sỏi ở trong thận à? Là viên sỏi trong bụng của mày. Và nếu mà lâu nhiều quá thì nó thành sỏi thận. À, sỏi thận như thế là yếu sinh lý đấy. Thế thì chữa luôn, đẩy hết sỏi ra cho mình luôn. Chữa là sinh lý nó sẽ rất là khỏe, nó không lên luôn đấy. Chữa luôn. Trước tiên phải uống cái rượu này. Là rượu tăng tốc. Rượu tăng tốc này vào đấy. Một phát là cặn bùn nó trôi hết. Hết, một người uống là 5 người vui đấy. Thế nào hôm nay mình uống 1, 2, 3, 4, 5 người vui à. Thế thì mua luôn. Đây còn một loại thứ hai nữa, đây là xuân lực. Xuân lực nghĩa là uống vào nó phưng phực, nó bốc lửa luôn. Cái thuốc này mới là cái thuốc đặc biệt đây này. Uống 2 viên bé bên trong là tăng tốc liền. Là nó phưng phực hừng hừng. Tuyệt vời quá. Cảm ơn bà thầy Nang Quý Gấu. Muốn luôn. Thế là hai con vợ này có yếu sinh lý không? Hai con vợ thấy thế nào? Có một loại thuốc này chữa cho hai con vợ nữa đấy. Ui, thật đi à? Có cả thuốc chữa sinh lý cho nữ luôn à? Sinh lý kém, uống cái này vào nó cũng mạnh lắm. Thế thì muốn luôn. Thầy Nang chữa được bệnh yếu sinh lý cho ba vợ chồng mình luôn. Thế thì
cả gia đình nhà mình ở trên đấy trống thùng chứa lắm. Mình phải đi thử thuốc luôn cho nó hừng. Thế đi đi, đi luôn đi. Mình xin phép để đi thử luôn nhá. Đi luôn đi. Đi thử luôn nhỉ, đi đi đi. Sao, hai con vợ còn cần ta chứng minh sức khỏe đàn ông nữa không? Thôi 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 được rồi. Mày khỏe quá rồi anh ơi. Không ngờ cái thuốc này nó hiệu quả thật đấy. Không chịu được nữa đâu. Từ nay nhá, đã có thuốc phân lực của nhà thầy Nam Thi Gấu và rượu tăng tốc đặc biệt. Khi A Gấu tao không sợ bà yếu sinh lý nữa, tao sẽ rực rỡ để chiều hai đứa chúng mày.